Dạ em chào anh Sơn phòng đào tạo, em tên là Lê Hồng Tới, user 103019. Em đến từ siêu thị Top Doanh 1-1 Phạm Văn Thuận. Thì hôm nay em xin trình bày 18 nghiệp vụ All in One. Đầu tiên của mình sẽ là thu tiền xuất hàng, giao hàng. Một là bán hàng. Mình sẽ kiểm tra là quản lý yêu cầu xuất hàng. Ở trên đây mình có thể là bấm chuột phải để thu tiền và kiểm tra số tiền và xuất hàng ra cho khách. Thứ hai mình là tạo đơn hàng trên ERP. Một là bán hàng, một Top John, yêu cầu xuất bán hàng tại siêu thị Top John. Ở đây mình sẽ đánh số điện thoại khách hàng, kiểm tra đúng tên, thế là mình sẽ đánh là mã code của sản phẩm. Ở đây là bấm cập nhật. Tiếp tiếp là mình nhập trả hàng, số 1 là hàng hóa, số 1 là nhập đổi trả hàng, nhập đổi trả hàng tại siêu thị. Ở đây mình có thể tìm kiếm nó dựa trên là email hoặc là số điện thoại khách hàng, mình tra cứu thông tin. Thì ở đó mình có thể là đổi trả hàng hoặc là hàng tiền lại cho khách. Thứ ba là mình bán xuất bổ sung khuyến mãi bán kèm. Ví dụ một là hàng hóa bán hàng, tạo yêu cầu bổ sung khuyến mãi. Thì ở đây mình cũng tìm theo là email hoặc là số điện thoại, và ở dưới này là mình xuất bổ sung khuyến mãi hoặc là bổ sung sản phẩm bán kèm. Tiếp theo mình đến một là thu hồi công nợ thu chi, một là hàng hóa bán hàng, thu tiền cho đơn hàng khác kho. Đây mình sẽ tìm theo là mã yêu cầu xuất và tìm kiếm rồi cập nhật tiền. Thu chi mình vào là thu chi, tạo phiếu thu hoặc là tạo phiếu chi. Rồi mình kiểm tra đầy đủ những thông tin rồi mình bấm cập nhật. Được tạo phiếu chi thì cũng tương tự, cũng là vô thu chi rồi tạo phiếu chi. Kiểm tra đầy đủ những thông tin của khách hàng rồi bấm cập nhật. Thứ sáu mình là tạo biên bản kiểm quỹ, do là kế toán, quản lý kiểm quỹ thu ngân, biên bản kiểm quỹ. Ở đây mình nhập là user thu ngân, nhập siêu thị, tìm kiếm rồi tạo biên bản kiểm quỹ, mình cũng vô kế toán quản lý kiểm quỹ thu ngân, biên bản kiểm quỹ thu ngân. Tiếp theo là nộp tiền ngân hàng, đến một kế toán nè, quản lý kiểm quỹ nè, thu ngân nè, nộp tiền ngân hàng, đánh giúp sơ thu ngân, chọn siêu thị, tìm kiếm, và cuối cùng là tạo yêu cầu nộp tiền. Tiếp theo là mình sẽ là in bản cấu hình, thì mình chọn là một giá điểm chuẩn, in bản giá. Ở đây mình sẽ gọi, nếu mà ngành hàng điện thoại thì mình gọi là điện thoại. Rồi mình tìm sản phẩm điện thoại, thì mình sẽ có hai loại mẫu in, đó là 57 đối với tủ LED và 58 đối với bàn trải nghiệm. Mình chọn trả thái sản phẩm là mới. Rồi in bản giá, một vài cái phụ kiện như là ốp lưng thì mình sẽ chọn là 116 là phụ kiện tiện ích. Rồi là chọn mẫu in là 33 bản là giá phụ kiện tiện ích, ốp lưng, mã QR code, kèm các sản phẩm mới và in bản giá. Rồi tiếp theo đến phần kiểm tra FIFO, gọi là báo cáo xuất,
báo cáo FIFO. Đối với báo cáo FIFO chi tiết thì mình sẽ kiểm tra là email bán sai hoặc báo cáo FIFO theo ngày, mình kiểm tra được là FIFO của mình bán sai như thế nào. Rồi, tiếp theo là xử lý chứng từ vận chuyển, kiểm hàng, kiểm kho, có nhận cũng như một hàng hóa, quản lý chứng từ vận chuyển, quản lý chứng từ vận chuyển. Ở đây mình sẽ chọn là đối tác giao nhận của mình. Mình ở đây là thông thường sẽ có là đối tác giao nhận nhập tính hoặc là nội bộ. Mình chọn đây. Rồi mình kiểm tra là người gửi, kho nhận, kho xuất. Rồi. Rồi mình kiểm tra. Chuyển kho, quản lý yêu cầu chuyển kho. Rồi mình cũng vô là hàng hóa. Rồi quản lý chuyển kho thì đối với siêu thị mình nhận về á, mình sẽ chờ quản lý yêu cầu chuyển kho là cần cho B thì mình nhận về ở kho nhận, mình sẽ nhập là kho của mình. Là kho xuất thì mình bấm là kho của người gửi đến cho mình, rồi mình bấm tìm kiếm. Quản lý yêu cầu chuyển kho, mình chuyển hàng cho siêu thị khác thì mình vô quản lý yêu cầu chuyển kho là cầm tranh ca. Ở đây mình sẽ chọn kho xuất là kho của mình và kho nhận là kho của siêu thị khác nhận đến, thì mình cũng là tìm kiếm rồi chuyển. Rồi xử lý đổi code, mình cũng vô một hàng hóa, hàng hóa quản lý yêu cầu đổi code chạm theo sản phẩm. Rồi. Rồi ở đây nó sẽ có hai mục là quản lý yêu cầu là siêu thị tự đổi sản phẩm, đối với sản phẩm từ loại mới sang loại đã sử dụng thì mình sẽ chuyển là siêu thị tự đổi trạng thái sản phẩm, siêu thị đổi trạng thái sản phẩm tablet, laptop, phía ngoài. Cái này thì không cần đến kế toán gì. Và thứ hai là có mục là hàng hóa. Rồi quản lý yêu cầu đổi code trạng thái, quản lý yêu cầu đổi code hàng hóa. Rồi là kế tiếp là thứ 12 là kiểm tra giao dịch lỗi. Mình sẽ vô mục là bán hàng. Rồi vô mục là thẻ cào bán hàng. Ở đây mình chọn mục là giao dịch nạp tiền thu cước. Ở đây mình chọn là giao dịch là có lỗi và tìm kiếm. Rồi, nhập hàng nhà cung cấp, mở một cái RB khác, mình sẽ chọn là mua hàng, nhập hàng từ đơn đặt hàng. Ở đây mình trên nó sẽ có là cái hóa đơn giá trị gia tăng, mình nhập mã PO này, mã số thuế của nhà cung cấp, mình kiểm tra số lượng trên hóa đơn giá trị gia tăng có đúng với số lượng ở RB nó hiện lên hay không. Nếu đúng thì mình kiểm tra thao tác nhập, bắn đúng email để nhập hàng. Ở đổ tồn kho thì chọn là báo cáo tồn kho tổng hợp. Ở đây mình sẽ chọn là ngành hàng, điện thoại, nhà sản xuất, smartphone. Tùy vào mình muốn đổ cái gì thì mình sẽ tìm ở chỗ trạng thái sản phẩm thì là mới. Chọn lại ngày giờ. Chọn thật kho là kho ở siêu thị mình. Rồi chọn lại báo cáo là báo cáo còn kho tổng hợp. Rồi cái xong này mình xem báo cáo rồi đổi tồn ra. Tiếp theo là tạo chóp cạc. Tiếp theo mình sẽ đến mục là tạo chóp cạc vào mục WMS trên
vào app MRG và một WMS. Ở đây mình sẽ tạo mới chip kẹt này. Ở đây mình có thể chọn một là số điện thoại. À, ví dụ như một cái này đi, như là nồi cơm đi, chọn tên khách hàng gì đó, chọn tên khách hàng Lê Văn A gì đi, rồi số điện thoại, rồi thì còn trong thời gian bảo hành thì mình để là bảo hành hãng, nhưng mà hết thời gian bảo hành thì là sửa chữa dịch vụ, thời gian bây giờ là mặc định là 15 ngày. Khi nhận thì phụ kiện mình có mang theo cái gì thì mình ghi theo, dây nguồn. Tình trạng là không lên nguồn đi, là không như là mô tả cái trạng thái của sản phẩm là cắm nguồn không lên. Tiếp theo mình nhập là về ngoại quan của sản phẩm này có chạy suốt gì không. Đối với điện thoại thì mình sẽ ghi thêm một là dữ liệu của khách hàng sẽ không có đảm bảo, nên là có thể bị mất dữ liệu. Và mình chỉ là nhận máy không nhận kèm theo sim thẻ của khách hàng. Đây là chọn lỗi thân máy. Đây là chụp hình. Rồi sau mình kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Tên số điện thoại lần nữa rồi tạo mới chất kẹt. Rồi tiếp theo mình sẽ là tạo kiểm tra bảo hành miếng dán cũng vào app. Cái này mình tìm nhanh là dán hình, rồi kiểm tra một bảo hành miếng dán. Mình có thể là tìm kiếm theo là email hoặc là số điện thoại khách hàng. Đang nhập số điện thoại 0902 242 6918. Rồi tới đây mình kiểm tra coi khách hàng có mang số điện thoại này hay không. Nếu có thì mình bấm tích vô tạo đơn hàng, thể hiện là số tiền là còn lại giảm giá bao nhiêu sẽ báo khách hàng. Tới đây mình xong bước là tạo bảo hành miếng dán. Rồi, bước kế tiếp là mình tạo tài khoản ID Apple và chuyển vùng. Trên đây mình sẽ chọn cái máy khác. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo một cái Gmail cho khách hàng. Tạo Gmail, tạo tài khoản. Số điện thoại. Ngày tháng năm sinh.
chưa có Gmail thì mình có thể nhập nhập Gmail trên laptop gì đó để mình nhận cái tin nhắn Gmail về. Tiếp theo trên máy của khách mình có thể lại vào một này tạo tài khoản, tạo đi Apple, tạo tên, ngày tháng năm sinh. Ở đây thì mình sẽ đánh cái Gmail mình vừa tạo cho khách hàng. Mật khẩu thì mình nên dùng mật khẩu giống như hồi nãy mình đã tạo cho khách hàng luôn để khách hàng dễ nhớ. Gọi mã xác minh về số điện thoại. Sau khi tạo xong rồi tới bước này mình sẽ tiếp theo là mình xác minh địa chỉ email. Rồi gửi mã. Thì trên cái tài khoản Gmail của khách á, nó sẽ gửi về cái địa chỉ xác minh địa chỉ email. Bấm vô mình xem cái mã. 952 528. Rồi. Xác minh xong rồi mình tiếp tục. Cái mục app to. Vào App Store mình xác minh lại một lần nữa. Xem xét. Gạt này lên, bấm tiếp theo. Đường chọn chọn lại tên đường nào cũng được. Công an thành phố này, Biên Hòa. Rồi mã zip 7. Rồi số điện thoại. Rồi, cuối cùng mình sẽ chuyển cái vùng của App Store sang Singapore và chuyển ngược lại. Thì mình cũng vào mục là App Store. Chọn vào. Rồi, bấm vào là tài khoản của mình. Nhập password.
Ở đây mình để chuyển vùng thì mình chọn một là quốc gia và vùng. Rồi thay đổi quốc gia hoặc vùng. Rồi mình chọn tìm thử là Singapore. Là chữ S. Singapore. Rồi đồng ý. Đồng ý. Mình sẽ chọn cái mục là thanh toán á, phương thức thanh toán mình chọn là non nhá. Rồi. Tên đường có thể là để tiện. Rồi. Cái này mã vùng của Singapore thì mình sẽ là 178881. Số điện thoại. Mình ta số điện thoại của mình vô. Rồi, tiếp theo. Rồi, xong. Rồi để mình chuyển quay ngược lại thì cũng làm tương tự. Rồi, cho một tài khoản của mình. Rồi, mình chọn là chuyển về lại Việt Nam. Ghi nợ cũng là không ha. Rồi mãi rất đánh lại như thường. Vậy là em đã thao tác xong 18 nghiệp vụ all-in-one. Cảm ơn anh Sơn đã theo dõi video của em. Em cảm ơn anh Sơn nhiều ạ.